5 giờ sáng rồi rùa ơi, dậy chưa? Đi chạy đua với thỏ nào. Con dậy đợi tôi hồi 3 giờ rồi. Trời, sao con dậy sớm dữ vậy? Con chậm chạp mà, nên phải chuẩn bị trước, cho chắc ăn. Ừ, lát con thi với bạn thỏ nổi tiếng chạy nhanh, liệu chắc ăn kèo này không? Đua thì đua, con đâu có sợ. Thấy trong chuyện rùa và thỏ chạy đua, là rùa của con đã chiến thắng mà. Đó là động lực để con thi đấu hết mình luôn bữa nay. Mai con đi thi lẹ đi người cá tươi luôn. Được rồi, con nói hay lắm, vậy thì đi nào. Xin chào các bạn, hôm nay loài rùa và thỏ lại tiếp tục cử đại diện để thi chạy. Đó là rùa cạn châu Phi và thỏ cỏ Việt Nam. Mục đích chính của chương trình này để gây quỹ từ thiện cho các em nhỏ bị bệnh tim. Các bạn thấy chưa, rùa và thỏ mà còn ý thức đến đây tham dự chạy đua vì cộng đồng loài người. Nên các bạn cũng hãy có ý thức yêu thiên nhiên và bảo vệ động vật đấy nhé. Bây giờ tôi ôn cho rùa và thỏ đi ăn cỏ, điểm tâm sáng nhẹ nhàng xong là mấy em sẽ thi chạy. Các bạn đợi một chút nha. Cỏ đây ngon quá người cá tươi ôn ơi, con thích lắm. À, do môi trường nơi đây được tập đoàn Gamuda Land thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản nên rau cỏ tươi sạch lắm, con cứ ăn cho đã đi. Còn con đâu rồi rùa, con ăn cỏ này được không? Dạ được chứ, con chuyên ăn cỏ mà. Nhưng con muốn bò ra đường đua đợi bạn thỏ sẵn trước, vì con sợ thua lắm. Con yên tâm mà ăn cỏ đi, đến giờ đua là có người đẹp ra bế con vô tận nơi liền. Thôi, con muốn tự đi trên chính đôi chân của mình, con không muốn bị người ta xem thường là chậm chạp. Người cá tươi ôn nói thì nghe lời đi, lo quá bước không qua cũng vậy à. Đến giờ đua rồi các bạn ơi, mọi người đều tưng bừng chào đón sự kiện chạy vì trái tim. Chúng ta hãy cùng tiến đến vạch xuất phát để cho các bé rùa và thỏ thi đấu nào. À, cho hai bé vô vạch xuất phát đi mấy em. Rồi các bạn chuẩn bị xem rùa và thỏ chạy đua nhé. Một, hai, ba, chạy. Xí, cho thỏ nói với rùa điều này. Sao bạn tính nói gì với tôi? Ráng mà thắng đó nha, chạy trước đây. Đồ con thỏ vô gì? Thỏ ơi, sao chọc bạn rùa rồi bỏ chạy ra gốc cây ngồi gặm cỏ vậy? Bộ con muốn lịch sử lặp lại để loài thỏ tiếp tục chạy thua loài rùa sao? Dạ, không phải con ham ăn ham chơi gì đâu. Con biết đây là cuộc thi tầm cỡ, với lượng khách tham dự đến hơn 12.000 người. Họ tham gia chạy vì lợi ích cộng đồng, nhằm giúp đỡ cho các em nhỏ bị bệnh tim. Nên con cũng không muốn thắng bạn rùa làm gì. Ủa, tại sao vậy? Thắng thì tốt cho con chứ sao? Nhưng con không muốn thắng thua hay chứng tỏ với những ai kém may mắn hơn mình. Nhìn là cũng biết bạn rùa sẽ không thể chạy thắng nếu con không nhường bạn ấy. Con mà chiến thắng thì cũng chẳng vinh quang gì, nên con mới chạy ra đây ngồi ăn cỏ ấy chứ. Ôi, con thật sự biết suy nghĩ cho người khác vậy sao? Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm, tưởng con là bé thỏ ham ăn lười biếng. Dạ, con cũng đã hiểu nguyên nhân tại sao loài rùa có thể chạy thắng loài thỏ chúng con rồi. Nên cứ để bạn ấy chạy đua một mình trước đi. Con chọc bạn ấy chỉ để tạo thêm động lực phấn đấu, sợ bạn ấy bỏ cuộc giữa đường mà thôi. Còn bây giờ, người cá tươi ôn, hãy đưa con đi khám phá nơi này đi. Xin người cá tươi ôn đó, cảnh sắc ở đây đẹp quá à. Con muốn đi hết khu này được không? Ok, vậy thì cũng đi nào. Con nói cũng đúng lắm, chứ đợi bạn rùa chạy về đích chắc lâu lắm á. Ơi, chỗ này đẹp quá người cá tươi ôn ơi, có cây cầu bắc qua sông kìa. Nhưng con thích nhất là mấy cái bụi cây này. Đã quá, con phát hiện cỏ ở đây ăn ngon hơn chỗ lúc sáng nữa. Vậy hả, con ăn cho đã đi, có cần tôi lấy bao hái nguyên cái cây về trồng cho con luôn không? Dạ, không cần đâu ạ. Con không muốn làm hại đến cây cỏ, vì chúng cũng có sự sống.
Nếu bị bứt đứt gốc, chúng sẽ dễ bị chết lắm. Ồ, sao con kỹ tánh quá vậy? Dạ, hi hi, con là động vật ăn cỏ mà. Nếu thực vật bị hại chết, thì có nghĩa là loài thỏ chúng con cũng sẽ tuyệt chủng. Con nói như vậy làm Tiun nhớ đến chuyện cố gắng bảo vệ thiên nhiên vì loài vật. Nhưng hình như con người ăn thịt động vật là chủ yếu, nên họ hiếm khi nào quan tâm đến thực vật quá. Cứ chặt phá rừng bừa bãi hoài, làm Tiun buồn lắm. Mà con nói toàn những chuyện nhạy cảm không vậy thỏ? Ok, vậy thôi bỏ đi nha người cá Tiun. Chúng ta đi chơi tiếp đi. Ê, nãy giờ mình cũng đi lâu rồi đó, hay quay về coi bạn rùa cạn châu Phi bò tới đâu rồi. Dạ được, vậy thì mình cùng về. Hôm nay thật sự cứ tưởng đi thi chạy, hóa ra đi dạo cùng người cá Tiun. Thiệt là vui hết sức. Đúng là cuộc đời vô thường, mọi chuyện phải tùy duyên. Hi hi hi. Trời ơi, nhìn kia thỏ, bạn rùa chạy gần về đích rồi. Vậy thì con chịu thua luôn chứ sao? Con thắng là phải con người cá Tiun. Làm sao con đụng được cái băng rôn màu đỏ? Con đụng vô cái băng rôn mini nằm dưới đất màu xanh là của con đó. Vậy đó hả? Con tưởng là đụng băng rôn màu đỏ chứ, màu xanh thì quá dễ rồi. Nè bạn thỏ đi thi chạy về không nói mình tiếng nào nha. Nghe bạn rùa kể sáng bạn chạy đua thua bạn ấy thật à? Đúng rồi, sáng thua vui lắm. Bạn bình thường nhanh nhẹn hơn mình mà, sau này yếu vậy? Thì có lúc này lúc khác chứ. Mà bạn là rết cá thì tất nhiên bạn nhanh hơn mình rồi. Thôi mình không tin đâu, bạn lười biếng ham chơi nên mới bị thua bạn rùa chậm chạp phải không? Ừ thì mình lười biếng mà. Vậy thì mình sẽ cho bạn hết lười mới được, chơi với mình đi. Thôi không giỡn nữa nha, bạn rùa đâu rồi? À bạn ấy than mệt rồi, rút đầu vô mai, ngủ phè rồi.